Xin chào tất cả mọi người, hiện tại mình đang có điểm tiêm chủng vaccine của bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì cơ quan mình là trung tâm tin tức VTC miền Nam sẽ tiến hành tiêm mũi thứ hai. Mũi đầu tiên thì cơ quan mình tiêm tại nhà thi đấu Phú Thọ là mũi AstraZeneca, và mũi thứ hai thì hôm nay sẽ tiêm. Hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa được biết là cái mũi tiêm của chúng tôi là mũi tiêm gì. Và sau đây là nhà báo Kim Loan. Vâng ạ, trước bây giờ tiêm mũi thứ hai thì cái cảm xúc của anh là Cảm xúc của tôi thì rất là bình thường thôi, bởi vì là tôi tiêm mũi thứ nhất về thì nói thật là cũng không có cái phản ứng gì mạnh lắm, nó chỉ vật tôi tầm khoảng 3 ngày thôi, và có cảm giác là rất là bình thường. Okay. Vậy thì cái việc ngày hôm nay tiêm, anh có biết là cái mũi thứ hai anh sẽ được tiêm lại vaccine gì không ạ? Mũi thứ hai thì theo tôi được biết là sẽ tiếp tục tiêm cái AstraZeneca, thì thực ra là loại nào cũng được thôi, cũng theo đúng cái quy trình cũng như là cái phác đồ tiêm của Bộ Y tế. Cảm thấy rất là thật. Với tôi thì một cái ngày mà tiêm như thế này là một cái ngày hội. Ngày hôm nay thì cơ quan chúng tôi đi tiêm, và phải nói là mũi vaccine tốt nhất thì chắc chắn là cái mũi vaccine sớm nhất. Và thời gian gần đây thì cộng đồng có rất là nhiều những cái tranh luận về các cái loại vaccine khác nhau. Vì thế nên là tôi sau đây tôi sẽ phỏng vấn nhà báo Ngọc Uyên, một trong những cái nhà báo hết sức nổi tiếng. Vâng, thưa anh, thì ngày hôm nay anh đi tiêm cái anh đã chuẩn bị gì cho cái mũi tiêm thứ hai này cho anh? Không có chuẩn bị gì đâu, thì cơ quan báo tới ngày đến giờ thì mình thì tiêm thôi. Tối trước thì mình cứ ngủ đúng giấc thôi, sáng dậy sớm thì mình ăn sáng đầy đủ, xong rồi mình đi lên điểm tiêm để mình làm thủ tục với vào tiêm thôi, cho không có gì chuẩn bị nha. Vâng, anh, vậy thì theo anh thì mũi vaccine tốt nhất có phải là mũi vaccine được tiêm sớm nhất không ạ? Chúng ta có nên lựa chọn các mũi vaccine khác nhau để tiêm không ạ? Thực ra thì vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới họ công nhận rồi. Thì chúng ta biết thì Pfizer, Moderna hay là AstraZeneca hay là Sino, Virocell thì mỗi loại thì nó mới có những cái tất cả đều có công dụng kháng virus như nhau. Nhưng mà mỗi loại thì nó có cái công lực khác nhau. Tuy nhiên tôi nghĩ là không nên vì vaccine nó xuất phát từ đâu mà chúng ta từ chối tiêm. Chúng ta nghĩ là chúng ta đi tiêm vaccine vào người, chúng ta cũng có được những cái cộng lợi cho mình. Chúng ta đi đánh nhau mà chúng ta, tại vì Pfizer họ cho là Pfizer tốt nhất đi, cho là họ có ai tiêm Pfizer thì có 10 vệ sĩ. Virocell không tốt bạn đi, có 5 vệ sĩ. Thế thì khi đánh nhau, anh đi một mình anh có 5 vệ sĩ, anh đi một mình có 10 vệ sĩ. Thì 10 vệ sĩ nó cũng tốt, mà có 5 vệ sĩ nó cũng làm cho anh an tâm hơn là anh đi một mình. Con người anh cơ thể không có ai hết, đi đánh nhau đánh với ai như thế nào. Virus nó tấn công vô, nếu chiếc Pfizer có 10 vệ sĩ nó sẽ đánh virus ra. Có 5 vệ sĩ, virus nó tấn công vô cũng phải qua 5 cái vệ sĩ gì mới tới mình, bảo vệ mình. Còn hơn là anh đi một mình anh mà virus tấn công anh không ai đỡ, cứ 4 tiếng anh đỡ rất là bất lợi. Tôi cho rằng thì chúng ta đừng nên lựa chọn Virocell hay là Pfizer, Moderna hay là Astra để đến cái lúc mà có những cái thuốc đó để lựa chọn với như không nên. Vaccine là có đợt nào chúng ta cứ tiêm vaccine là tốt, bảo vệ cho mình. Quan điểm của anh là cái vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất vào cơ thể đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, xin cảm ơn anh và chúng tôi trả lời phỏng vấn hết sức thú vị. Vâng, nhà báo Ngô Uyên đã chia sẻ rằng là một chiếc